Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 năm sách kết nối tri thức bài 12 viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân tiết 3. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5 năm, các em có thể tham gia nhóm Zalo hoàn toàn miễn phí bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Tìm số thập phân thích hợp. Câu E. Rồi, trước hết là 8m, 7 dm bằng bao nhiêu mét? Các em viết dưới dạng số thập phân. Trước hết là các em phải nắm được các đơn vị đo độ dài được viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Ở đây vì km nó không liền kề với mét cho nên thầy giáo không đưa vào bảng này. Các em chỉ cần nhớ là 1 km bằng 1.000 mét là được. Rồi, mét, decimet, centimet rồi đến milimet. Các em nhớ nha. 8m 7 dm này. Các em đổi ra mét thì 8m giữ nguyên. Muốn biết 7 dm bằng bao nhiêu mét? Trước hết là các em phải nắm được 1 mét bằng bao nhiêu decimet. Muốn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, trước hết là các em phải nắm được 1 đơn vị lớn bằng bao nhiêu đơn vị bé. 1 mét bằng 10 decimet. Nếu đổi ngược lại thì các em chỉ việc chia cho 10. Đổi ngược lại, các em lấy 7 chia cho 10 là xong. Ta được hỗn số là 8 và 7 phần 10. Rồi, đơn vị là mét. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân như sau. Số gồm 8 đơn vị và 7 phần 10. 8 đơn vị thì phần nguyên là 8. 7 phần 10 có nghĩa là chữ số 7 nó thuộc hàng phần 10. Tức là bằng 8,7 mét. 8,7. Tiếp theo là 4m 8cm bằng bao nhiêu mét? Các em viết dưới dạng số thập phân. Đổi ra mét thì 4m giữ nguyên. 8cm bằng bao nhiêu mét? À, trước hết là các em phải nắm được 1m bằng 10 dm bằng 100cm. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 100. Đổi ngược lại, các em lấy 8 chia cho 100. Được chưa? Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Số gồm 4 đơn vị và 8 phần 100. 4 đơn vị tức là phần nguyên là 4. 8 phần 100 có nghĩa là chữ số 8 nó thuộc hàng phần trăm. Trước hàng phần trăm phải là hàng phần 10. Ở đây hàng phần 10 không có thì các em thêm 0 vào. Các em nhớ cứ không có thì thêm 0 vào nha. Như vậy bằng 4,08. 4,08. Tiếp theo, 5cm 6mm bằng bao nhiêu cm? Đổi ra cm thì 5cm các em giữ nguyên. Rồi, ta biết là 1cm bằng 10mm. Nếu đổi ngược lại, các em phải chia cho 10. Đổi ngược lại, ta lấy 6 chia 10. Rồi, đơn vị là cm. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Số thập phân có phần nguyên là 5. 6 phần 10 tức là chữ số 6 thuộc hàng phần 10. Được chưa? 5,6 gì? 5,6cm. Tiếp theo câu B. Trước hết là 215cm bằng bao nhiêu mét? Rồi. Muốn biết 215cm bằng bao nhiêu mét? Muốn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, trước hết là các em phải biết được một đơn vị lớn bằng bao nhiêu lần đơn vị bé.
1 mét bằng 10 decimet bằng 100 cm. Như vậy muốn đổi ngược lại, các em phải chia cho 100, lấy 215 chia cho 100. Rồi, đơn vị là mét. Bây giờ các em viết cái phân số thập phân này dưới dạng số thập phân như sau. 215. Vì ở đây mẫu là 100 cho nên các em tính theo chiều mũi tên, tức là tính từ phải sang trái. Các em đếm hai chữ số, được chưa? 100 nó có hai chữ số 0, cho nên các em đếm hai chữ số theo chiều mũi tên. 1 2 đặt dấu phẩy đằng trước. Như vậy bằng 2,15. Đơn vị là mét. 2,15. Tiếp theo, 76 mm bằng bao nhiêu cm? Trước hết là các em phải biết được 1 cm bằng bao nhiêu mm. 1 cm bằng 10 mm. Như vậy đổi ngược lại thì các em phải chia cho 10. Đổi ngược lại các em phải chia cho 10, được chưa? Rồi. Số 76 các em tính theo chiều mũi tên. 10 nó có một chữ số 0 này. Các em tính theo chiều mũi tên, các em đếm một chữ số này, đặt dấu phẩy đằng trước. Như vậy bằng 7,6. 7,6 cm. Tiếp theo là 9 mm. Các em cũng lấy 9 chia cho 10. Đổi ra cm các em chia cho 10. 9 chia 10. Rồi. 9 chia cho 10. Số 9 tính theo chiều mũi tên. Số 10 có một chữ số 0. Các em đếm một chữ số, sau đó đặt dấu phẩy đằng trước. Sau dấu phẩy chính là phần nguyên. Phần nguyên không có thì các em thêm 0 vào. Như vậy bằng 0,9 cm. Ở đây thầy giáo hướng dẫn chi tiết cho các em dễ hình dung. Khi làm quen rồi thì các em chỉ cần biết là 9/10, các em dễ dàng viết được là bằng 0,9, đúng không? 0,9. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Các con vật có cân nặng như hình vẽ, các em quan sát hình vẽ. Câu E, tìm số thập phân thích hợp. Trước hết là 6 kg, 75 g bằng bao nhiêu kg? Các em viết dưới dạng số thập phân. Câu B là các em chọn câu trả lời đúng. Con vật nào nặng nhất? A, B hay là C? Rồi, trước hết là 6 kg, 75 g bằng bao nhiêu kg? Các em viết dưới dạng số thập phân. Trước hết là các em phải nắm được 1 kg bằng 1000 g. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 1000. 6 kg, 75 g. Đổi ra kg thì 6 kg các em giữ nguyên. 75 g đổi ra kg thì các em phải chia cho 1000. Ta có 75/1000. Rồi. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Phần nguyên là 6. 75/1000, tức là chữ số 5 này này, nó thuộc hàng phần nghìn. Trước hàng phần nghìn phải là hàng phần trăm. Suy ra chữ số 7 thuộc hàng phần trăm. Trước hàng phần trăm là hàng phần 10. Hàng phần 10 không có, vậy kem thêm 0 vào. Như vậy bằng 6,075 kg. Được chưa? 6,075. Tiếp theo, 6.100 g. Đổi ra kg. Các em nhớ nha, 1 kg bằng 1000 g, đổi ngược lại các em phải chia cho 1000. Các em lấy 6100 chia cho 1000. Rồi. 6100/1000, các em viết dưới dạng số thập phân như sau. Số này các em tính theo chiều mũi tên. Số 1000 có 3 chữ số 0, các em đếm 1 2 3 đặt dấu phẩy đằng trước. Như vậy bằng 6,100. Bây giờ các em bớt đi chữ số 0 tận cùng bên phải của phần thập phân, ta được số thập phân bằng nó là 6,10. Các em tiếp tục bớt lần 2, ta được 6,1. Như vậy các em viết là 6,1 kg. Rồi, câu B là các em chọn câu trả lời đúng. Con vật nào nặng nhất?
Muốn biết cân nặng của con vật nào nặng nhất thì các em so sánh. Thứ nhất là 6,075, thứ hai là 6,1, thứ ba là 6,095. Bởi vì ba cái số đo này nó cùng đơn vị đo rồi, cùng đơn vị đo là kg, thì các em chỉ việc so sánh ba số thập phân này thôi. Phần nguyên của ba số bằng nhau. Phần thập phân 0, 1, 0, 1 là lớn nhất, vậy 6,1 là số lớn nhất. Hai số còn lại, các em tiếp tục so sánh hàng phần trăm. Hàng phần trăm là 9 lớn hơn 7, vậy 6,095 lớn hơn 6,075. Con vật nào nặng nhất? Rồi như vậy là trong ba số thập phân này thì số 6,1 là số lớn nhất, 6,1 kg, tức là 6.100 g. 6.100 g là cân nặng của con ngỗng. Vậy con ngỗng nặng nhất, các em chọn đáp án B. Bài tập số 3, câu E, tìm số thập phân thích hợp. Trước hết là 6 lít 260 ml bằng bao nhiêu lít? Các em viết dưới dạng số thập phân. Đầu tiên là các em phải nắm được 1 lít bằng 1.000 ml. Nếu đổi ngược lại thì các em chia cho 1.000. Được chưa? Đổi ra lít thì 6 lít các em giữ nguyên này. Cái này từ ml đổi ra lít thì các em phải chia cho 1.000 này. 260 chia cho 1.000. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 6. 260 phần 1.000, tức là chữ số 0 này nè, chữ số cuối cùng này nè, nó thuộc hàng phần nghìn. Trước hàng phần nghìn là hàng phần trăm, ta suy ra chữ số 6 thuộc hàng phần trăm. Trước hàng phần trăm là hàng phần 10, ta suy ra chữ số 2 thuộc hàng phần 10. Được chưa? 6,260 lít. Bây giờ các em bỏ chữ số 0 tận cùng bên phải của phần thập phân đi. Ta được số thập phân bằng nó. Tức là ta được số thập phân là 6,26. 6,26. Được chưa? Rồi tiếp theo. 5 lít 75 ml bằng bao nhiêu lít? Đổi ra lít thì 5 lít ta giữ nguyên. 75 ml. Đổi ra lít, các em chia cho 1.000. Lấy 75 chia cho 1.000. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Phần nguyên là 5. 75 phần 1.000, tức là 5 thuộc hàng phần nghìn. Ta suy ra 7 thuộc hàng phần trăm. Chữ số hàng phần 10 không có thì các em viết thêm 0 vào. Được chưa? Như vậy bằng 5,075. Tiếp theo là 3.452 ml bằng bao nhiêu lít? 3.452 ml bằng bao nhiêu lít? Rồi đổi từ ml ra lít thì các em phải chia cho 1.000. Các em lấy 3.452 chia cho 1.000. Bây giờ các em viết cái phân số thập phân này dưới dạng số thập phân như sau. Rồi số 1.000 có 3 chữ số 0. Các em tính theo chiều mũi tên, các em đếm 3 chữ số 1, 2, 3, đặt dấu phẩy đằng trước. Như vậy bằng 3,452. Được chưa? 3,452. Tiếp theo là 750 ml bằng bao nhiêu lít? Rồi đổi từ ml ra lít, các em cứ chia cho 1.000 thôi. Các em lấy cái số này chia cho 1.000. Đối với số 750, các em tính theo chiều mũi tên. Mẫu là 1.000. 1.000 nó có 3 chữ số 0. Cho nên tính theo chiều mũi tên, các em đếm 3 chữ số 1, 2, 3, đặt dấu phẩy đằng trước. Trước dấu phẩy là phần nguyên. Phần nguyên không có, các em thêm 0 vào. Như vậy là bằng 0,750. Bây giờ các em bớt đi một chữ số 0 tận cùng bên phải của phần thập phân đi. Ta được số thập phân bằng nó. Tức là ta được 0,75. 0,75. Được chưa?
Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Sắp xếp các số thập phân tìm được ở câu E theo thứ tự từ bé đến lớn. Các em sắp xếp 4 số thập phân này theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là theo thứ tự tăng dần. Các em sắp xếp 4 số thập phân này theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là theo thứ tự tăng dần. Các số thập phân tìm được ở câu E được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là, các em viết 4 số này ra hàng dọc như thế này, các em so sánh với nhau. Trước hết là phần nguyên này, ta thấy 0 bé hơn 3, 3 bé hơn 5, 5 bé hơn 6, vậy 0,75 là bé nhất này, bé hơn 3,452 này, tăng dần lên là 5,075 này, lớn nhất là 6,26 này, được chưa? Bài tập số 4, các em chọn câu trả lời đúng. Có 3 bức tranh tường. Bức tranh về bảo vệ môi trường có diện tích là 5,3 m². Bức tranh về an toàn giao thông có diện tích là 5 m², 8 dm². Bức tranh về phòng chống dịch Covid có diện tích là 5 m², 9 dm². Rồi, bức tranh nào có diện tích bé nhất? A. Bức tranh về bảo vệ môi trường. B. Bức tranh về an toàn giao thông. C. Bức tranh về phòng chống Covid. Muốn biết bức tranh nào có diện tích là bé nhất thì các em phải so sánh được 3 cái số đo diện tích này với nhau. Muốn so sánh được thì chúng phải cùng đơn vị đo. Trước hết là các em phải đổi hết ra mét vuông. 5,3 mét vuông các em giữ nguyên. 5 mét vuông 8 dm vuông. Đổi ra mét vuông thì 5 mét vuông các em giữ nguyên. Rồi tiếp theo là 8 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Trước hết là các em phải nhớ được thứ tự các đơn vị đo diện tích như này. Mét vuông, decimét vuông, centimét vuông, rồi mới đến milimét vuông. Ta biết là 1 mét vuông bằng 100 decimét vuông. Nếu đổi ngược lại thì các em phải chia cho 100. Các em lấy 8 chia cho 100. Được chưa? Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân có phần nguyên là 5. 8 phần 100 tức là 8 phải thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có, các em thêm 0 vào. Như vậy bằng 5,08 mét vuông. Tương tự 5 mét vuông 9 decimét vuông. 5 mét vuông giữ nguyên. 9 decimét vuông thì bằng 9 phần 100 mét vuông. Rồi. Bây giờ các em viết cái hỗn số này dưới dạng số thập phân. Có phần nguyên là 5. 9 phần 100 tức là chữ số 9 nó thuộc hàng phần trăm. Hàng phần 10 không có, các em viết thêm 0 vào. Được chưa? Bằng 5,09. 5,09 mét vuông. Rồi. 5,3 mét vuông. 5,08 mét vuông. 5,09 mét vuông. Các em sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc là từ lớn đến bé thì chúng ta mới tìm được bức tranh nào có diện tích bé nhất. Ba cái số này phần nguyên giống nhau này, hàng phần 10 300, 3 là lớn nhất. Như vậy 5,3 lớn nhất. Tiếp tục hai số còn lại, 8 bé hơn 9. Như vậy 5,08 bé hơn 5,09 và cùng bé hơn 5,3. Số bé nhất là 5,08. 5,08 mét vuông tức là 5 mét vuông 8 decimét vuông. 5 mét vuông 8 decimét vuông là diện tích của bức tranh về an toàn giao thông. Bức tranh về an toàn giao thông có diện tích là bé nhất, kèm chọn đáp án B. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.